cuối cả cuộc đời này, nhưng mà đa phần là đều phải tìm thấy một nửa kia rồi cho mình. Và cái câu chuyện về tình yêu nó luôn luôn là vấn đề kiểu muôn thuở và có rất nhiều cái chủ đề để khai thác. Mình đã từng nghe một cái câu nói như thế này là đàn ông bất tài ấy, thì phải trách đàn bà tình dục. Thực ra là mình, quan điểm cá nhân của mình thì cái câu nói đấy chưa đủ. Đàn ông bất tài thì chẳng có quyền được làm gì hết. Bản thân mình thì mình nghĩ như thế. Tức là kể cả quyền trách người đàn bà thực dụng cũng không được quyền luôn. Bởi vì là đàn ông đã bất tài thì làm gì có ai yêu. Còn một điều nữa là có rất là nhiều chị em phụ nữ, mình nói thật với cả mọi người luôn, họ luôn luôn muốn có một người đàn ông kiểu bên ngoài thì ấm áp, bên trong thì nhiều tiền và vừa đẹp trai, vừa quan tâm, vừa lo lắng, mà quên mất đi một điều rằng là ở trong cuộc đời này cái gì nó cũng có giá của nó hết. Tức là một người đàn ông kiểu chăm lo cho công việc, chăm lo cho sự nghiệp và chăm lo cho cái gọi là cái con đường thành công của mình thì lấy đâu ra thời gian để chăm lo nhiều cho phụ nữ. Một người đàn ông chăm lo nhiều cho phụ nữ kiểu cả ngày cứ quấn quýt bên nhau, rồi cả ngày cứ yêu thương chăm sóc, lúc nào cũng hỏi là em ngủ chưa, em ăn gì chưa, rồi bla bla, thì lấy đâu ra thời gian để quan tâm đến sự nghiệp của chính bản thân mình. Còn một điều nữa mà mình thấy nó rất là thực tế, đó là tại sao mà người ta luôn luôn đòi hỏi rất là nhiều thứ từ người khác mà không tự đặt câu hỏi là bản thân mình có gì để mình có thể đạt được những cái điều đó. Ví dụ như là có rất nhiều người muốn yêu một chàng hoàng tử, nhưng mà bản thân đâu phải là công chúa, bản thân đâu phải là một cái gì đấy. Tất cả những cái câu chuyện mà cô bé lọ lem yêu một chàng hoàng tử ở trong câu chuyện chỉ có câu chuyện cổ tích thôi. Mà các bạn biết đấy, chuyện cổ tích thì chỉ có cho trẻ con nó đọc thôi. Chứ còn người lớn, khi mà người lớn sống thực tế thì làm gì có ai tin vào những câu chuyện đó. Quay đi quay lại cái câu chuyện rằng là để không phải trách cứ nhau, để không phải có những cái, để không phải có những cái suy nghĩ trái chiều kiểu như vậy thì chúng ta sẽ phải cố gắng. Đàn ông thì phải cố gắng để có tài, đàn ông phải cố gắng để có thể xây dựng được sự nghiệp, phải cố gắng để có được rất 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 nhiều thứ ở trong cuộc đời. Còn phụ nữ ấy, thì mình nói thật với cả anh em là không biết anh em như nào, nhưng quan điểm cá nhân của mình là yêu được một người phụ nữ hiểu chuyện ấy, sẽ may mắn gấp trăm lần yêu được một người phụ nữ xinh đẹp. Vì thực ra bây giờ cái công nghệ make up rồi kể cả phẫu thuật thẩm mỹ ấy, nó khiến cho cái vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ nó mất đi nhiều lắm. Còn nữa rằng là nếu mà giả sử ai cũng biết trang điểm ấy, thì mình thấy là phụ nữ xấu dường như là không có, hoặc là có nhưng mà có rất là ít. Có rất nhiều bà phụ nữ bà ấy bảo là bà ấy không tin vào đàn ông, đàn ông không còn tốt nữa. Đàn ông tốt thì vẫn còn đầy luôn. Chỉ đơn giản đấy là đàn ông tốt thì thường là không hấp dẫn, còn đàn ông mà không tốt ấy, thì thường hấp dẫn phụ nữ. Và tại sao các bà không tự đặt câu hỏi cho bản thân mình là bản thân mình thích những người như thế nào? Nếu mà giả sử như kiểu chỉ đơn giản là thích một người tốt ấy, thì hãy yêu một người có một hoàn cảnh kinh tế bình thường, tài năng thì cũng dừng ở mức độ bình thường thôi, hoặc là người ta không có bất kỳ một cái điều đặc điểm gì đặc biệt ấy. Bởi vì người ta không có gì đặc biệt, thế nên là người ta không có quá nhiều sự lựa chọn, thế nên là người ta sớm muộn người ta cũng sẽ trở thành người đàn ông tốt thôi. Còn đối với những thằng đàn ông mà nói thẳng với cả anh em là có nhiều thằng đàn ông kiểu vừa đẹp trai vừa nhà giàu hay là còn tài năng nữa, xung quanh nó có quá nhiều cạm bẫy, và bởi vì nó có quá nhiều cạm bẫy như thế thì một là nó phải đủ bản lĩnh để nó trải qua tất cả mọi chuyện như vậy, hai là phải có một người phụ nữ đủ dịu dàng để có thể giữ chân nó, để nó không bị sa ngã vào những cái người đàn bà khác, những cái sự ngon ngọt khác. Thực ra là từ trước đến giờ ấy, các cụ đã nói một cái câu là đàn ông thì không qua được ải mỹ nhân. Cái câu này mình thấy rất là đúng, bởi vì là đàn ông có thể thắng được tất cả mọi thứ trừ sự dịu dàng của phụ nữ. Làm sao mà thắng được? Phụ nữ sinh ra đẹp ấy, nó là một cái đặc quyền mà.
Còn nếu giả sử như kiểu không được đẹp cho lắm thì hay cố gắng để thật thấu hiểu mọi chuyện, thì sớm muộn là cái người đàn ông tốt mà các bạn muốn ấy, thì nó sẽ đến với các bạn thôi. Còn đàn ông thì phải cố gắng, bắt buộc phải cố gắng, đừng đổ tội cho cái gì cả. Khi mà mình sinh ra ở trong một gia đình không được giàu cho lắm, hoặc là nói mẹ là nghèo đi, mình sinh ra ở vùng núi, không được học hành cẩn thận cũng được. Cái vấn đề ở chỗ là bản thân mình dám làm bao nhiêu nghề và dám học được bao nhiêu thứ từ cái đấy. Những cái trải nghiệm mình học được nó sẽ giúp cho mình về tương lai, về sau mình sẽ làm được nhiều thứ hơn. Còn đa phần ấy là những người kiểu hoàn cảnh khó khăn mà đa phần không có bản lĩnh thì thường thường là rơi vào những cái cạm bẫy của nghiện ngập, của những cái bài toán kinh tế gọi là đa cấp của các kiểu. Chẳng có cái gì trong cuộc đời này nó dễ dàng hết. Thế nên là kể cả câu chuyện về đàn ông hay là đàn bà thì nói qua nói lại cũng chỉ đơn giản là nếu bạn trở thành người như thế nào thì bạn sẽ gặp được người như thế. Chỉ đơn giản thế thôi.